Xin chào các bạn, hiện nay mình đang có mặt tại số ngõ 154 Trường Chinh nhé các bạn nhé. Thì đây là một trong những công trình nhà phố thì là bên mình thiết kế và thi công. Thì trong cái video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem là một trong những cái móng như này thì sẽ hết bao nhiêu tiền đối với lại một thi công một cái công trình nhà phố ở tại Hà Nội nhé các bạn nhé. Thế thì trước khi mà chúng ta xác định là để tìm hiểu xem là một cái móng như này hết bao nhiêu tiền, chúng ta cần phải xác định rất rõ là các cái bước mà để chúng ta thực thi và thi công một cái công trình như thế này, được chưa? Đó. Thế thì nói về cái vấn đề là chúng ta phải tháo dỡ nhà cũ và chống ở trên để cho tránh hiện tượng là sụt lún cũng như là các nhà khác bị nứt, thì chúng ta cần phải tính đến các cái bước thi công nguyên ở cái phần móng này thôi. Ở trong cái phần móng này chúng ta có một cái hệ thống là ép cừ, ép đây chúng ta không nhổ được, mà gần như là chúng ta ép chết luôn, thì là cái cừ này là đang rơi vào khoảng tầm 3 mét nhé các bạn nhé. Đấy là chúng ta đã có một cái hạng mục mà chúng ta cần phải tính. Giữa cái khe giữa hai nhà này thì là thường thường chúng ta không phải đổ bê tông, nhưng mà nếu chúng ta đổ rồi đó, chúng ta xác định chúng ta đổ rồi thì không thể nào nhổ được cừ nữa, thì là cái phần bê tông bên này chúng ta phải tính. Phần thứ hai là chúng ta tính cái hệ số mà chúng ta cần để đào đất của cả một cái hệ phòng móng này. Đó, đấy là cái phần nhân công mà chúng ta đào cái móng cũ đi, đục phá cái bê tông của móng cũ đi. Đó, và sau đó thì là chúng ta cần tính cái phần nhân công đó. Và tiếp theo khi mà chúng ta xác định là đổ đào đất cái phần bê tông này đi, và phải xác định được chiều cao của phần móng bên dưới. Nếu mà móng này sâu thì chúng ta đào nhiều, mà trung bình nếu mà chúng ta sâu thì có thể rơi khoảng tầm 1,5 đến 1,9 m, nhưng còn móng trung bình chúng ta khoảng tầm 1,2 m. Như cái móng nhà này là 1,2 m thì chúng ta phải tính là phải đột phá cái lớp bê tông của nhà cũ đi nhé các bạn nhé. Đấy là cái phần đầu tiên mà chúng ta cần phải tính cái đơn giá. Và cái phần thứ hai là chúng ta cần phải tính đến cái nhân công mà máy cũng như là ép cọc. Đấy, ví dụ như cái cọc của cái công trình lần này thì là theo cái bảng tính ở đây thì là chiều sâu của cọc khi mà đủ tải là nó sẽ rơi vào khoảng 15 đến 16 m, đúng không ạ? Thì cái nguyên cái phần móng của cái công trình này chúng ta có khoảng 89 đầu cọc, 89 tim cọc ở đây, thì chúng ta cũng sẽ có tương đương với lại là số tiền nó dao động vào khoảng tầm 256 cái tiền chúng ta ép cọc. Đấy là cái đầu tiên. Thế còn là chúng ta cũng cần phải xác định thêm ở đây, đó chính là nhân công của chúng ta đổ lớp bê tông lót. Tức là trong cái quá trình của chúng ta thi công, chúng ta có cái lớp bê tông lót, chúng ta cần phải tính đến cái bê tông lót mã 150. Và cái tiếp theo là chúng ta cần phải tính đến cái nhân công mà chúng ta đập cái đầu cọc này. Đó, nhân công chúng ta đập cái đầu cọc này ra này. Và các cái phần liên quan đến sắt thép, thì ví dụ như cái công trình lần này thì là hơn 100 m2, thì chúng ta hết đâu khoảng 104 triệu tiền sắt nhé các bạn nhé. Rất nhiều cái tiền sắt. Đấy, sau khi mà chúng ta có cái nhân công tiền sắt thì chúng ta lại phải tính đến cái vấn đề mà chúng ta đổ cái khối bê tông này xem là hết bao nhiêu. Thì ví dụ như cái này là hết khoảng tầm 30 khối bê tông tươi. À, ví dụ như chúng ta sử dụng Mark 300 thì là chúng ta sẽ đổ đó chúng ta khoảng tầm 23 khối thì nó rơi khoảng 28 triệu. Và chúng ta có tiếp theo là xây cái tường móng, xây bể phốt, bê tông bể phốt, xây hố bít. Đó, chúng ta đổ bê tông hố bít. Và chúng ta có cái là răng móng và bê tông sàn, cắt tô nền. Đó. Thế thì trung bình một cái móng như thế này ở Hà Nội thì nó sẽ dao động vào khoảng tầm từ 450 triệu đến 500 triệu trên một cái móng như thế này nhé các bạn nhé. Đấy, vậy nên là đây là mình cũng chia sẻ nhanh cho các bạn nào mà đang có ý định mà thiết kế cũng như là thi công một cái công trình nhà phố ở tại Hà Nội để các bạn có thể là nắm bắt được. Thì HCG là một trong đơn vị mà chuyên tư vấn thiết kế thi công trọn gói tất cả các công trình ở trên 63 tỉnh thành, nhất là các công trình nhà phố biệt thự ở Hà Nội. Vậy nên các bạn nào mà có nhu cầu mà tư vấn thiết kế thi công trọn gói, các bạn hãy liên hệ ngay với bên kiến trúc HCG để HCG có thể kiến thiết cho các bạn một cái công trình mà tốt nhất, chất lượng nhất. Đó, và đảm bảo cái vấn đề vật tư vật liệu cho quá trình chúng ta làm. Thế các bạn nhé, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. We'll be right back.